Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Làng Linh, xã Tốc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Hôm nay thì mình được các anh chị ở trên chính quyền địa phương giới thiệu là đây là một trong những địa phương rất cực kỳ khó khăn, mà có cái địa hình nó cũng khá là phức tạp. Hôm nay thì mình đi cùng anh Giàng nhỉ? Anh Giàng, bí thư của thôn Làng Linh, sẽ đưa mình vào thăm một số hộ gia đình ở trong Làng Linh này. Tại vì là tới đây mình có hai cái chương trình cơ bản ở tại làng này, đó là làm cái tuyến đường bê tông nhỏ đi lên trên bản cơ, không phải ở khu vực này. Khu vực này ngày xưa là nhà nước cho à? Đây không, đây chỉ là tự làm á? Có một mẫu ngắn ngắn này á. Đấy, cái chương trình của mình là có hai cái chương trình ở trong Làng Linh này, đó là làm đường bê tông và đi khảo sát một số hộ gia đình cực kỳ khó khăn, thì mình sẽ có cái chương trình hỗ trợ các bạn ạ. Quay máy lại cho các bạn cùng nhìn, đây là những cái ngôi nhà ở trong bản làng. Xin chào. Xin chào. Xin chào nhá. Ở nhà anh. Nhà chú. Cơm nước gì chưa? Đây. Các cái ngôi nhà ở cái bản làng này gần gần na ná giống nhau. Sao có cái nhà nhỏ đấy anh? Nhà này. Đơn thân á? Dạ, có tuổi chưa? Gần 50 tuổi à? Khiếp nhờ, cái đường, khiếp cái đường như thế này thì người ta đi xe máy kiểu gì anh? Để xe máy ở dưới này á? Ô, cả mấy cái chòm hộ này luôn. Vâng. Anh em mình đang đi thăm hộ gia đình nhà. Có hoàn cảnh như thế nào anh? Nhà đấy là như nào? Nhà đấy là chúng mất sớm rồi, bây giờ còn bà ấy, một đứa con trai thôi. Bà ấy mù hai mắt á? Một mắt thôi. Mù một ngày xưa mù rồi, nhưng mà còn bây giờ già rồi, giờ đi lại mắt kia lại không thấy nữa rồi. Lại mắt kia lại không thấy, để thành hai mắt mù đúng không? Hai mắt mù rồi. Vâng. Còn đứa con trai chưa lấy vợ. Đấy. Này thì mình vào quay cái hộ gia đình này. Mẹ thì mù hai mắt, chồng thì bỏ từ rất lâu lâu. Chết hay là bỏ anh nhỉ? Chết à? Chết, chết à? Vâng. Ô, cái nhà này. Ở đây là nhà đứng na ná nhau nhỉ? Đây á? Con trai thì chưa lấy vợ. Con chào bà nhá. Con chào bà nhá chứ. Là như nào? Phiên dịch bí thư. Thấy. Mắt không thấy. Không thấy cả hai mắt à bà? Không nhìn. Không nhìn thấy gì luôn à? Chỉ phâu. Chỉ phâu. Con đến chơi một tí nhá. Con trai đi đâu rồi? Một tí nữa. Đi làm à? Đi làm ở xa hay là gần à? Xa, đôi chế mỏ. Đi hơn tiếng. Hơn tiếng à? Chưa lấy vợ à? Chưa. Con trai này tầm tuổi? Con trai tầm 19, 18 tuổi. 18 tuổi à? Hai mẹ con ở trong căn nhà này. Chưa cho tôi nhé, bụi chứ mò bụi. Mẹ ăn lùa xem mì tháo khỏi bố bao lại ảnh lan xử lọ, ôi chồng sợ mò. Cái này là lắng nền dở anh nhỉ? Bá ơi, con vào chơi một tí nhá. Vào thăm nhà một tí nhá, xem là cuộc sống của bà vất vả thế này, có ai giúp được bà cái gì thì giúp nhá. Ừ.
Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bác năm nay anh phiên dịch của em với. Hơn 50 à? Có mấy đứa con? À, như nào? Có ba đứa, hai đứa lấy chồng, còn một thằng con trai à? Con trai. Mù hai mắt không đi được, cứ ở nhà thế này đúng không? Bây giờ con đi lên trên bản một tí. Trên đường thăm đường xá ở trong bản mình tí. Vâng, ở chậu. Đây. Xung quanh cái nhà của bà đây. Cái nhà này là nhà cột chôn, cột bé thôi. Cái nền nhà này của người ta làm bỏ đi rồi á. Thế xong là hai mẹ con lại làm ra đây ở. Vất vả quá nhỉ. Nhà này như kiểu siêu siêu đi. Rồi ok, đi. Hôm nào quay lại. Có quả quay lại. Tiếp tục đây, anh em mình đi, mình cứ tưởng là đi được xe máy. Hỏi anh Giàng bí thư, anh ấy bảo chỉ có đi bộ thì đi bộ thì liệu làm bê tông có được không ấy chứ. Úi giời, sao cái nhà có cái nhà này nát thế này. Nhà này vợ chồng trẻ anh. Vợ chồng còn trẻ mà. Vợ chồng lùi chịu đi làm. Nhà này khá khó khăn. Đây là đi lên bản trên đi đường này đúng không? Thế người ta bình thường là trời mưa là cứ gửi ở dưới này hết. Cả trời nắng cũng gửi đây hết á. Úi giời. Đường hoa hỏng hết rồi. Nhưng mà đủ bê tông, đủ bê tông thì đi được. Vâng. Đấy thì không cần to đâu mà. Đổ bê tông khoảng 7-80 phân thôi mà. Rồi ôi anh ơi. Cái đường này ghê thế. Cái này kéo phải, nếu mà say rượu mà xuống vực thì chắc là khoảng 100 mét. Sợ thật đấy. Đấy á, dân đi xin, nếu mà mở được đường là đi xe máy đường này đi á. Ây dớ, cái này phải sửa đường lại đấy. Dân đi nguy hiểm đấy. Đường này làm bê tông là đúng rồi, nhưng mà phải sửa lại anh ạ. Ở trên chòm trên này là bao nhiêu hộ anh? Trên kia. 25 là 26 hộ. 26 hộ ạ. Úi giời ơi, đường như kiểu đường đi vào động thế này. Ngày xưa là đã có thời điểm là xe đi được rồi gì. Xong là nó bị sạt xuống là bây giờ là người ta lại không đi đúng không? Các bạn ạ, ở đường ở đây thì phải nói là cũng khá là nguy hiểm. Cái mặt đường nó nhỏ mà nó vực nó rất là sâu này. Úi dồi. Kìa. Vâng. Đâu, dân bản nó ở đâu? Qua đuổi gì? Đằng sau đuổi. Đằng sau cái núi này á? Vâng. Ôi trời ơi. Cái này làm sao mà đi được? Đường là đúng sức tròn là đúng từ nhà anh lên là làm mấy cây? Gần 2 cây mới lên đến cái đỉnh có dân ở trên đấy. Ai da. Căng nhớ. Đây. Giờ anh em sẽ tiếp tục là đi theo cái lối mòn này, qua cái cầu treo kia, để lên qua cái ngọn núi cao này mới đến cái bản này các bạn ạ. Hiện tại là khoảng độ 10 giờ hơn.
Vừa nãy bí thư có nói là chắc khoảng tầm 11 giờ mới đến nơi. Với cái đường trời nắng này cũng khá là căng đấy. Nhưng ở đây mình thấy đặc điểm là có cát, suối cát ở ngay gần. Này mà thiếu kêu gọi được dân thì người ta sẽ gùi cát lên làm được thôi. Quan trọng là người dân thôi. Còn cái cầu này xe máy đi tốt hay gì? Úi dồi ôi, đây các bạn nhìn thấy suối sâu này bao giờ chưa? Kinh khủng luôn, chỗ này phải đến gần 10 mét quá anh nhỉ? Cái mực nước chỗ này này. Mặt nước đây là 10 mét. Không, từ mặt nước xuống đáy ấy. Từ mặt nước xuống đáy cơ mà. Kinh thật, nhìn em chưa nhìn thấy cái suối là sâu như cái này luôn. Sâu lắm, tại vì nó trong mà. Sợ thật đấy, trong veo luôn. Chỗ này làm du lịch được ấy. Quá sâu luôn cái này ấy. Kinh thật. Ai già, khó là khó cái đoạn cầu. Mỗi cái đoạn này là khó nhất cái đoạn này. Làm kiểu gì đi. Ây da, cái đường bản này chắc là khó nhất. Từ trước đến giờ em đi bản đấy, xe máy không đi được mà. Ui, sói đúng không? Người dân ngày nào người ta cũng đi cái đường này đấy nhỉ. Trò trên này rất khó nhất. Chắc khó nhất huyện quá. Khó nhất huyện. Chưa đi cái gì? Khó nhất tỉnh ấy. Khó nhất tỉnh Yên Bái chứ nhỉ. Vâng. Chưa đi một cái bản làng nào mà như thế này luôn. Chưa từng gặp luôn. Nếu mà không làm được đường thì chắc nhà nước phải có cái chính sách di dân xuống dưới chứ. Để dân thế này có mà. Chết chết. Ổ quá. Bãi trên kia đã có nhà đâu đúng không? Một bãi cho dân di dân ra đấy, không có đường có xá. Thế này là đúng là gọi là cô lập mới là đúng. Có đường đâu. Kể cả cái đường này á, xe máy không đi được. Đường đi bộ nó thì khó luôn này. Xe máy không đi nổi luôn. Em chịu. Bảo em đi cái đường này thì thôi. Lậy thôi. Ôi. Úi dồi ôi. Cái vực này mới là khiếp này. Tay mình chỉ nhá. Ở dưới đây phải cách đây khoảng 300 mét. Sợ thật đấy. Đúng là bản làng biệt lập thật đấy. Đây. Úi dồi ôi. Ôi sợ thế, xong người ta trồng. Người ta đứng thế nào để mà trồng cấy được anh nhỉ? Em cũng không hiểu luôn. Cái này người ta định đốt đi làm nương đúng không? Ôi. Cái này chỉ cần sảy chân phát là đứt luôn. Chết luôn. Đúng không? Bám may thì được vào cái cọc cây, chứ còn không may là thôi. Xuống thần vách đá cái hổm dưới kia. Quá sâu luôn ý. Thế này vào. Chịu rồi, chịu rồi. Thua các thầy ở đây rồi. Em chưa từng gặp luôn. Chưa từng gặp một bản làng nào như này luôn. Cái này ở đây thì cuộc sống người ta là thường thường là làm gì để mà mưu sinh? Nương à? Ruộng ở đây hình như không có đâu đúng không? Ruộng ít thôi.
em tức hết bụng. Giống như kiểu mình chạy không khởi động ấy. Qua cái kia, qua mấy cái cây kia, lật sang bên kia đúng không? Lật sang mấy cây cao này đấy. Mà đi vòng. Đi vòng ấy gì? Tức là nó là ở đằng sau cái đỉnh núi trước mặt mình đấy đúng không? À, tại sao các cụ ngày xưa lại vào đây ở được mới giỏi ấy nhỉ? Ngoài này bao nhiêu đất không ở. Ai thật đấy. Sợ nhỉ. Đứng thế này mà đứng được. Cào được. Sảy phát chân thì thôi. Chịu đấy. Xuống tận suối luôn đấy. Đi đâu về đây? U tì à? Chắc không nói được tiếng phổ thông. Nói được tiếng Kinh không? Chíp phâu à? Ồ. Diếu à hay cái gì đấy? Đề à? Nước à? Ừ. Mang đi nương à? Ừ. Úi dồi mệt quá. Đi thế này làm sao mà đi thường xuyên được. Ui. Đây à, đang làm nương ở trên này đúng không? Đấy. Vừa nghe trưởng bản bảo là ở đây ở đâu bí thư ấy nhỉ? Ở đây tổ chức họp thôn này rất ít khi được tập trung ở chòm trên này xuống được. Tại vì các bạn cũng hiểu là cái đường đi đây. Đi đến thôn của mình thôi chứ còn đưa nói đến trung tâm xã nhá. Trong cùng một thôn, chòm trên với chòm dưới, hiện tại mình đi từ dưới lên đây. Bây giờ là 40 phút. Chắc là đi được một nửa chứ anh? Nửa rồi đúng không? Đấy, thế bảo làm sao mà người ta đi họp được. Khó tập trung là phải thôi. Úi giời. Những cái này trâu đi còn khó ấy. Sắp đến chưa anh? Ba lần trưa nữa chắc là em ngủ đuổi này thôi khá. Ôi trời ơi. Ừ. Nắng. Nghỉ đi anh. Đuối à. Ôi à. Sợ thật đấy. Úi dồi ôi. Mãi chưa thấy đâu cả. Qua cái đỉnh. Sắp đến đỉnh rồi đấy nhỉ anh nhỉ. Đây các bạn ạ. À, cái bản mà anh em mình bắt đầu đi lên là cái bản dưới này đây. Nhìn thì rất là gần thôi. Nhưng mà mình đi là hết xa lắm. Đúng một tiếng đồng hồ. Đúng một tiếng đồng hồ đấy các bạn. Vòng tít qua dưới suối, tận đáy suối xong rồi lên. Lên đây. Vòng vèo dưới này rất là dài rồi xong rồi lên đây. Xong rồi tiếp tục. Tiếp tục đi. Chưa. Thế này thì anh em hôm nay là lên gọi là vừa là khám phá vừa là vận động luôn. Là trao đổi trước với dân là có hộ nào mà xuống thì hạ sơn thì hỗ trợ. Phải chơi kiểu đấy thôi. Chứ còn không thể nào mà làm đường lên đây được. Kể cả nhà nước người ta cũng không làm lên đây đâu. Tại vì cái đường này có 20 hộ thì làm lên đây thì làm sao mà làm được. Cái đường này là đường người dân người ta tự mở các bạn nhé. Cũng giỏi đấy. Tự đào bằng tay. Trong vòng rất là lâu rồi mới được cái đi đường rừng ở trong núi này. Hiện tại anh em mình đã đi đến đầu bản các bạn ạ. Vào ngay đầu bản thì có một cái cây gì nó rất là to. Đường kính này mét đấy. To nhờ cái gì? Cái gì đấy anh nhỉ? Cái này quả ăn được mà. Quả ăn được á? Ừ. Cây này nhìn ác nhờ. Vĩ đại thật đấy. À. Mà em không hiểu tại sao là vật liệu người ta chuyển kiểu gì pờ lô xi măng đấy. Xi măng có chữ được không? Pờ lô mà. Pờ lô người ta chuyển. Vác à? Vác thôi. À. Sợ nhờ.
xi măng mình không chuyển lên được để làm nền đúng không? Không có, nhà nó có nền. À, 100% là không có nền. Ui ôi, cuộc sống trong này nhìn hay chưa? Mình chưa bao giờ được trải nghiệm một cái bản làng nào mà nó thanh bình đến cái mức độ này. Toàn những ngôi nhà nhỏ nhỏ thôi. Xin chào nhá. Ui, đông phết anh nhỉ? 20 mấy hộ tổng, 20 mấy hộ? 26 à? 23 á? Là 28, 29, 30, 30. Hay nhỉ. Anh có quen nhà nào đây xin cụm nước? Khát nước quá. Úi ôi, mái miếc kìa. Tàn nát hết rồi. Đây có người nhà không? Nhà nào? Uống nước lá. Kiếp về những cái mái nhà này toàn bay đi một nửa ấy chứ. Nhà này có chồng. Bỏ chồng á? Chồng bỏ. Chồng bỏ. Còn đứa con trai đi học lớp 5 lớp 6. À. Kiếp nhỉ. Cái bản làng biệt lập trong rừng này. Mình không tưởng tượng được nổi. Sao lại có một cái bản sâu thế này. Ở đây các bạn nhìn này, toàn là nóc niếc nó bay đi hết rồi. Nhưng mà chắc là họ không có điều kiện để mà làm mái lại ấy. Đây. Tại vì trên này ở rất là cao, khi mà có gió bão ấy thì nó hay có cái trường hợp bật nóc hoặc bật mái. Đây. Giống nhau hết. Bật hết cả nóc rồi. Ở đây là có cái đường nào khác cái đường mà lúc nãy mình đi không? Có đường dưới này. Dưới này, dưới này toàn đi bộ à? Đi bộ. Cũng đi bộ mà đường còn qua nhiều suối hơn bên mình này đúng không? Qua hai cái suối à? Nhưng liệu có gần hơn không? Gần hơn đường lúc nãy đi không? Đi xa hơn tí. Xa hơn à? Đi vòng. Cái này, cái đội này nó có đi học đâu đúng không? Xa này chắc là bố mẹ không cho đi nữa quá. Trẻ con thấy ở nhà đông lắm. Nay mình vào đây không có sự chủ động mua bánh kẹo các thứ. Đây. Những cái nhà này có người ở chứ anh nhỉ? Có. Thế này bật hết mái thế này mà sao ở được nhỉ? Này chắc họ không có điều kiện để mua bờ lô à? Nghèo quá nhỉ. Ê, vẫn ở được, chịu. Bày hết cái mái rồi. Đấy, mình quay cái video này lên thì cũng rất là mong được các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ những người dân ở trong bản này, hỗ trợ người ta cái mái hay là cái vách hay là cái nền gì đó để người ta xuống dưới tôi có cái cuộc sống nó tốt hơn cho các con em đi học đi hành. Chứ còn thế này mình lên một lần chắc là mình cũng nhớ mãi, chưa bao giờ mình đi một khám phá một cái bản làng nào nó khó khăn đến mức độ này. Ôi ôi, này toàn đi làm nương hết rồi em nhỉ? Này. Chưa 100% chưa có nền láng xi măng. Có nhà nào vào ngồi chơi một tí đâu? Có cái nhà nào quen à? Xin chào. Ừ, ở đây còn có người vẫn bị biếu cổ này. Trẻ thế này. Biếu cổ à? Không đi chữa à? Chị Phâu à?
Ở đây không có máy tuốt, người ta dùng cái sức người. Xin chào. Xin chào nhá. Chị Pâu à? Chị Pâu ở đập lúa à? Chưa thấy họ, chưa thấy ai làm kiểu này bao giờ. Ây da. Ây da. À. Cái này là lúa nếp à? Ừ. Này đúng là làm thủ công thật đấy. Cái này lúa nương à? Kiếp làm toán thủ công thế này tài nào hả rồi ơi. Nắng lắm, nghỉ thôi ông ơi. Nghỉ đi. Nắng lắm. Không biết nói tiếng Kinh à? Việt biên một tí à? Thôi cháu chào nhá, sang đây bên này ngồi tí. 100% chưa có nền nhà. 100% không có nhà vệ sinh. Mình đã để ý rồi. Là anh tên là gì? Tráng. À Tráng à? Ừ. Có mấy đứa rồi? Có 3 đứa. 3 đứa rồi à? Có 2 đứa sinh đôi vậy khổ lắm. Ừ, khổ lắm à. Nhà này thì khổ rồi. Ừ. Vợ đi đâu rồi? Vợ đi làm nương rồi. Hai đứa ở dưới đường đấy. À, vợ đi làm nương ở dưới kia à? Vâng. Sao mình lại không đi làm? Chồng con. Mà chồng con chứ. Chồng con á? Vâng, có chồng con. Hai đứa sinh đôi này đi học ở party rồi. À, hai đứa đi sinh đôi rồi, còn một đứa nhỏ ở trong nhà này à? Bây giờ mà cho tiền đi hạ sơn, tức là đi chuyển xuống dưới có chuyển không? Ồ, xuống dưới này không có đất ở đâu. À, không có đất, khó nhỉ? Khó quá. Ê, dở nhỉ? Bây giờ nhà nào mà có ý định muốn chuyển xuống đấy, bọn em hỗ trợ cho. Mái mới, tường vách mới, nền mới. Chỉ việc là chuyển cột này xuống dựng cái nhà dưới kia. Đấy. Đấy bác này, bác bí thư thì hôm nào sẽ họp thôn xem là có nhà nào xuống thì cho. Chứ bây giờ ở trên này bọn em không hỗ trợ được, chịu. Bọn em xa quá. Vật liệu không chuyển được. Với lại là cũng muốn ưu ái các anh xuống dưới, chứ còn đường này bọn em cũng không hỗ trợ được đâu. Thua. Không thể nào làm được, kể cả nhà nước người ta cũng không làm quá nhiều tiền luôn. Nó phải tiền tỷ mới làm được cái đường lên đây. Trên này thì tiền tỷ để bên đó nó mới làm thôi. Ừ. Tại sao đất ở dưới cái rộng thế không? Ui, không ở này cứ ở theo cái đồng to này em sợ. Ở trên này em sợ. Trên này thì sợ cái gì? Sợ là cái đất này nó không chắc thế. À, đất đi không? Đi để nó... Đất không chắc, thế sao sao người ta ở dưới đông thế? Không biết đất không chắc sao người ta ở đông hơn ở mình đây. Dưới này không biết đâu. Đấy, bây giờ là bác bí thư hôm nào họp thì cứ triển khai là cũng có nhà nào xuống thì hỗ trợ. Ừ. Chứ còn hỗ trợ trên này thì chịu. Đấy. Ừ. Nói chung là vận động các bà con xuống dưới thôi, chứ ở đây thì con em đi học này, rồi là đi chợ búa này, rồi là cấp cứu. Ông nào mà bị đau bụng cho thừa, nổ cho thừa chắc là khiêng đến dưới chắc ẳng rồi. Trên này thì thả âm đi hút thuốc này, đi hút thuốc này, đi lá ngó này. À. Khen đi khen lại chạy như gì. Cứ ăn lá ngón là đi khênh đi cấp cứu. Chạy xuống dưới này có 15 phút rồi. Ây da, chạy từ trên này xuống 15 phút thôi. Ừ, nó bảo độc trình quân ấy. À, mình không vắt đi thì nó chết luôn. Tí chết luôn. Công nhận là người vùng cao ở trên này hay có cái kiểu tự tử, là cứ nói nhau tí là lên đồi làm nắm lá ngón về nhai đúng không? Ăn. Khổ thế nhỉ. Nó chỉ với nhau đi trường cái thì vợ nó cái tí thì nó trông cái tí thì nó đi ăn lá ngón. Đi ăn lá ngón luôn. Đấy. Một cái khó khăn như thế đấy các bạn. Có nghề nhện thì nó không nói đùa thì nó đi cũng ăn lá ngón. Ở lắm khổ chết thôi.
Trên này thì có nhiều chưa? Nhiều trường hợp nghiện không? Trên này á? Ừ. Trên này là không có nhiều nghiện đâu. Ít thôi gì? Có, ở trên này cũng... À, càng ở trên này lại càng ít à? Ừ. Ừ, nhỉ. Trên này thì thanh niên nhiều đấy. Thanh niên nhiều nhưng mà không nghiện mấy đúng không? Ừ, không nghiện mấy. Các bạn... là lên thì nghiện hết. Ừ. Không thốt đường, thốt này lên. Ừ. Các bạn ạ, ở trên vùng cao ấy, càng đi vùng sâu vùng xa thì lại càng có nhiều cái trường hợp mà nó nghiện cái gì nhỉ, thuốc phiện ấy, cái hàng đen ấy gọi là cái thuốc phiện. Ừ. Nhưng ở đây thì lại đặc biệt là nghe báo cáo là cũng nghe các anh nói là cũng ít, rất ít. Thế bây giờ nhá, mình thèm thịt lợn, mình có tiền chắc là không mua được đâu đúng không? Không mua được. Lại phải đi bộ xuống tận dưới một tiếng đồng hồ. Bọn anh đi thường là hết khoảng bao nhiêu phút? Đi từ thường đến 20 phút đúng không? Đi trở xuống ấy, trở lên bao nhiêu? Trở lên thì đi nhanh thì 30 phút. Ờ, à, đi chậm. Mà đi chậm thì chắc chắn là... 40 phút đúng không? 40, yeah. Thế mà em đi, hôm nay em đi hết hơn một tiếng. Nó đi quen rồi. Đúng rồi. Nó đi quen quá. Đi quá quen. Nó vắt gỏ để 50 cân thì... lên trên này có một tiếng đồng hồ đến kinh nhỉ? Một tiếng đồng hồ trên vai là một tải gạo. Vâng. Ôi em cũng chịu thôi các sếp ơi, ở thế này chắc cho em ở chắc em khóc thôi. Nói đơn giản nhất là cái đau bụng đau đầu thôi, đi viện thôi, khổ thôi. Xe không đi được, cõng nhau à? Nếu mà trường hợp cấp cứu là cõng nhau à? Cõng nhau chạy đấy nhỉ? Chạy chứ. Chạy chết đấy nhỉ. Chạy hơn như con xe đi đúng không? Chạy như hơn con xe đi cơ bây giờ nhỉ. Sợ. Ê mẹ. Công nhận cuộc sống thanh bình thật. Nhà với nhà thì san sát một chòm xong là chắc là chửi đánh nhau chắc ít lắm nhỉ. Ừ, nó kiểu nó sống biệt lập cái này, nó không ít trường hợp là đánh chửi rồi là cãi nhau, chỉ có nội bộ gia đình thôi đúng không? Thôi có khi là anh em mình rút đi nhỉ, bây giờ là 12 giờ trưa rồi, đói căng meo bụng rồi. Ok các bạn ơi, sau một buổi sáng thì đi khám phá một cái bản làng, thật sự là mình cũng chưa nhìn thấy bao giờ cả một cái bản làng nó biệt lập ở trên đỉnh núi thế này. Thì mình cũng rất là kênh cũng rất là mong muốn được sự kết hợp với các mạnh thường quân hỗ trợ cho các bà con trên này, là vận động cho bà con là di dân xuống. Mình sẽ kết hợp với trưởng thôn trưởng bản với cùng với chính quyền địa phương, những nhà nào mà xuống thì là hộ nghèo, sẽ hỗ trợ cho một mái nhà, một vách và một cái nền, còn gỗ thì người ta tự đi lấy. Đấy thì rất là mong được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Tới đây thì có gì trưởng thôn với lại bí thư sẽ báo lại với mình để xem là có nhà nào người ta xuống được không. Tại vì còn liên quan đến đất cát nữa cơ các bạn ạ. Ở trên này người ta có đất rộng nhưng mà ở dưới kia thì đất đồi thôi, nhưng mà không biết là người ta có bố trí được, xin được đất không. Đấy mới là cái vấn đề. Có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video lần sau.